90% các bạn sử dụng cáp kết đang sử dụng cái phông chữ cơ bản này kết hợp với làm màu vàng và thêm cái viền chữ chà bá. Và đây là 5 phông chữ ẩn ở bên trong cáp kết mà sẽ khiến cho video của các bạn nổi bật hơn nhóm 90% đó. Cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy những cái phông chữ đó và cộng thêm một cái hiệu ứng rất đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Ok, let's go. Tiên thì mở cáp kết lên và sau đó vào phần văn bản, các bạn chọn vào phần tiếng Anh và tắt cái dấu tích thương mại này đi, thì các phông chữ mà mình show cho các bạn nãy giờ nó sẽ hiện lên. Nhưng mà lưu ý là các phông khác nó rất là dễ bị lộ tiếng Việt, cho nên nếu mà bạn sử dụng những cái phông khác thì hãy xem trước là những cái chữ ớ, ú, á, ó nó có bị lỗi phông hay không nha. Và video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục các phông bị lỗi luôn. Và điều cuối cùng nè, thay vì chọn cái viền chà bá lửa như thế này thì các bạn hãy tìm cho mình cái phần bóng và điều chỉnh một cái lớp nhẹ nhẹ như vậy thôi thì nó sẽ over hợp hơn đó. Sau một hồi lướt TikTok á thì mình thấy